Sơn Tùng MTP bất ngờ nổi giận, đăng status dằn mặt khiến cộng đồng mạng khiếp sợ. Mới đây nhất, trên story Instagram của nam ca sĩ MTP Sơn Tùng vừa đăng tải một bộ trang phục khá lịch lãm với quần tây, áo sơ mi trắng có cà vạt. Tuy nhiên, điều khiến các fan chú ý hơn hết chính là dòng trạng thái đính kèm. Tạm dịch, đừng dài dòng, bạn nên nói chuyện một cách cẩn thận. Chỉ vừa đăng tải ít phút, nhưng các fan của nam ca sĩ đã vội chia sẻ liên tiếp trên các diễn đàn. Theo đó, ai đã chọc giận anh khiến anh phải viết status dằn mặt như thế này? Từ trước đến nay, Sơn Tùng MTP là một trong những số ít nghệ sĩ hoàn toàn tập trung vào âm nhạc. Anh rất hiếm khi nào nói về chuyện cá nhân hay đính chính thông tin gì đó với truyền thông. Bởi lẽ đó, mọi động thái của nam ca sĩ càng thu hút được sự chú ý của khán giả hơn bao giờ hết. Thời gian vừa qua, cái tên MTP Sơn Tùng đã chiếm sóng hầu hết các diễn đàn từ trong đến ngoài nước khi anh tung ra MV Chạy Ngay Đi. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau hơn một năm vắng bóng tại thị trường âm nhạc Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, giọng ca gốc Thái Bình đã mang về những thành tích khủng mà không ai cũng có thể làm được. Gần đây anh xuất hiện trong các sự kiện hoành tráng với gu thời trang cực lạ. Thay vì những bộ trang phục lịch lãm hay cá tính, thì giờ đây anh lại cho fan xuất xa với những hình ảnh đầy năng động. Chỉ với bộ trang phục và phụ kiện đơn giản, Sơn Tùng MTP vẫn thu hút hàng triệu ánh mắt vì độ điển trai và thần thái lạnh lùng, đáng yêu của mình trong đêm diễn vừa qua. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!